Cá sấu nước mặn hiện đang là loài cá sấu và cũng là loài bò sát lớn nhất còn sống. Nhưng trong quá khứ, có một loài cá sấu còn lớn hơn cá sấu nước mặn nhiều lần, sống ở Nam Mỹ cách đây khoảng 16 đến 5,3 triệu năm trước. Một trong số những loài cá sấu lớn nhất từng xuất hiện trên hành tinh, một loài cá sấu thống trị lòng sông Barus, là chi lưu chính của sông Amazon huyền thoại, nơi nó ăn tất cả những sinh vật sống nào hiện diện trước mắt. Không ai khác, đó là Burusaurus, gã háu ăn sẽ ăn tất Nam Mỹ, kể cả đó là khủng long bạo chúa. Burusaurus là một trong những chi cá sấu caiman lớn nhất từng tồn tại. Vì có một số nhà khoa học cho rằng nó nhỏ hơn một chút so với Rhamphosuchus. Chi cá sấu này thuộc họ Gavialidae, cá sấu Ấn Độ cũng thuộc họ này. Đã có 3 loài Burusaurus được xác định là Burusaurus brasiliensis, Burusaurus navensis và Burusaurus mirandae. Hóa thạch của các chi cá sấu khổng lồ này được tìm thấy rải rác ở nhiều nơi trên khắp Nam Mỹ và đều có niên đại thuộc thế Miocene. Trong đó, mẫu vật lớn nhất là một hộp sọ của một cá thể Burusaurus brasiliensis dài đến 1,4 mét. Tuy nhiên, do chỉ có một hộp sọ được phát hiện, nên chỉ có thể ước tính rằng một con Burusaurus brasiliensis trưởng thành dài khoảng 12,5 mét, nặng khoảng 8,4 tấn. Tất cả các loại cá sấu còn tồn tại đều có cấu tạo cơ thể tương tự nhau, bao gồm việc thích nghi với lối sống dưới nước. Với các tiền bối của chúng cũng vậy, hầu hết các loại cá sấu đã tuyệt chủng đều có cấu tạo cơ thể tương tự nhau. Nhưng Burusaurus là một ngoại lệ, vì nó có cấu trúc khác biệt, điều này khiến nó trở nên độc đáo. Các nghiên cứu trên mẫu vật Burusaurus mirandae cho thấy có ít hơn một đốt sống ở thân và thừa một đốt sống ở vùng xương chậu. Nên Burusaurus mirandae khác với các loài khác khi có 14 đốt sống thân và 3 đốt sống chậu. Sự sắp xếp này giúp nâng đỡ trọng lượng cơ thể lớn và tránh gây tổn hại đến bộ xương. Nó cũng chỉ ra rằng các loài cá sấu đã tuyệt chủng khác cũng có thể có cấu trúc bộ xương tương tự. Một đặc điểm nổi bật khác của Burusaurus là lỗ mũi ngoài lớn, chiếm gần một nửa mõm. Hơn nữa, vì nó có đầu lớn hơn hầu hết các sinh vật khác, nên có thể có cổ dày hơn, khỏe hơn để có thể nâng đỡ trọng lượng của cái đầu to chà bá này. Burusaurus cũng có một số sự thật thú vị về răng. Ba chi này có răng hơi khác nhau, nhưng tất cả đều dài khoảng 5,5 cm. Chúng cũng có những đường gờ nhỏ ở rìa, cho biết loại con mồi mà chúng ưa thích. Vì răng thường có hình nón và hơi dẹt ở phía trên, nên chúng không tiếp xúc với xương. Bộ hàm này mang lại cho chúng lực cắn rơi vào khoảng 69.000 N. Kích thước và sức mạnh cực đại của loài vật này đạt được dường như cho phép chúng bao gồm nhiều loại con mồi trong chế độ ăn của mình, khiến chúng trở thành loài săn mồi hàng đầu trong hệ sinh thái, với lượng thức ăn trung bình hàng ngày là hơn 40 kg. Hóa thạch các hộp sọ của Burusaurus được tìm thấy ở Amazon của Brazil và Peru, hệ tầng Villa Vieja của Colombia, hệ tầng Culebra của Panama, hệ tầng Urumaco và Soroco ở phía bắc Venezuela. Điều này cho thấy Burusaurus phát triển mạnh mẽ ở phía bắc Nam Mỹ, trong thế Miocene giữa đến cuối. Trong suốt thời kỳ này, các lưu vực thoát nước lớn, được gọi là hệ thống đất ngập nước lớn, Bebas và Acri đã hình thành trong khu vực. Những vùng đất rộng lớn này tạo nên một hệ thống phức tạp, gồm các môi trường đồng bằng châu thổ, đầm lầy và sông, đã tạo nên nhiều quần thể sinh vật vô cùng phong phú. Một quần thể cá sấu đa dạng và phân bố rộng rãi đã tồn tại cho đến khi các vùng đất ngập nước như vậy biến mất vào thế Pliocene. Khi Burusaurus bị tuyệt chủng cùng với tình trạng đối kháng liên tục của nhiều nhóm khác, tất cả đều là cá sấu lớn đến khổng lồ, cũng như cá sấu caiman nhỏ và chuyên biệt, Rhoeplyrhodiren lớn, một số loài động vật có vú, cá, động vật thân mềm và động vật giáp xác. Sự suy thoái của hệ động vật thủy sinh và ven sông ở phía bắc Nam Mỹ diễn ra sau sự khởi đầu của hệ thống sông Amazon hiện đại vào thế Pliocene. Sự thay đổi mạnh mẽ nhất của Amazon do quá trình hình thành dãy núi Andes nhanh hơn và rộng hơn giữa thế Miocene muộn và thế Pliocene từ 7 đến 2,6 triệu năm. Yeah. Để hiểu được quá trình sinh sản và vòng đời của Burusaurus, chúng ta phải tìm hiểu những gì chúng ta biết về loài cá sấu. Có lẽ không phải tất cả các đặc điểm và hành vi đều đúng với Burusaurus, vì đó đã sống cách đây hàng triệu năm và một số thứ có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng ít nhất chúng ta có thể phác thảo một bức tranh có thể có về khía cạnh này. Có thể các bạn đã biết hoặc không,
thì cá sấu đực có thể xả dâu với càng nhiều con cái càng tốt. Điều này có nghĩa là việc kết đôi mà chúng ta hay gọi là một vợ một chồng là điều gần như không có. Hơn nữa, một số loại cá sấu có thể sinh sản bằng phương pháp đơn tính. Đây là một hình thức sinh sản vô tính. Tuy nhiên, điều này chỉ được quan sát thấy ở loài cá sấu Mỹ. Một số con đực tham gia vào màn tán tỉnh bằng cách cọ sát vào con cái, bơi vòng quanh và thể hiện kiểu bơi tán tỉnh. Khi con cái cong lưng rồi nhúng đầu và đuôi vào nước thì tức là nó đã sẵn sàng để này nọ. Sau đó là gì thì các bạn cũng biết rồi ha. Khoảng một tháng sau ngày hôm đó, con cái xây tổ, thường là các hố hoặc gò đất bao gồm rác, cát và thực vật. Nó đẻ từ 10 đến 50 trứng cho một lứa, và những quả trứng này cần thời gian ấp từ 2 đến 3 tháng. Nhiệt độ ấp trứng cũng được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến giới tính của con non. Tất cả con non thường được đảo cùng lúc và mẹ của chúng sẽ mang chúng xuống nước. Thông thường, cha và mẹ vẫn luôn ở gần con mình. Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả các loài, vì một số loài phụ thuộc vào cái gọi là vườn ươm, nghĩa là con non được một nhóm cá sấu chăm sóc, không phải chỉ riêng bố mẹ chúng. Dù bằng cách nào, có thể mất từ khoảng 2 tháng đến 1 năm tùy theo loài để con non trở nên độc lập. Purusaurus là một phần của nhánh Rocodilomorpha thuộc nhóm bò sát chúa Archosaur. Do đó, tổ tiên lâu đời nhất được biết đến của chúng đã sinh sống trên trái đất từ kỷ Trias muộn. Những loài cá sấu đầu tiên là Sphenosuchia, loài động vật nhỏ, mảnh khảnh. Mình đã có đề cập trong video nói về việc tại sao cá sấu không phải là khủng long. Các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc ở phần mô tả nhé. Những sinh vật này là Pseudosuchian duy nhất sống sót sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Trias, Jura. Vào đầu kỷ Jura, nhiều ấp sinh thái vẫn còn trống sau khi các loài động vật khác tuyệt chủng. Và những loài cá sấu này đã phải trải qua nhiều quá trình tiến hóa và thích nghi để lấp đầy những hốc đó. Trong kỷ Jura và kỷ phân trắng, nhiều loài động vật đã tiến hóa với chi trước giống mái chèo và đuôi giống cá để thích nghi về lối sống dưới nước. Nhánh Eosuchia bao gồm Purusaurus và tất cả các loài cá sấu còn tồn tại xuất hiện cách đây khoảng 80 triệu năm. Thành viên lâu đời nhất còn được biết đến là Hylaeocamsa vectiana. Tiếp theo là loài cá sấu móng guốc của kỷ cổ cận Paleozoic. Purusaurus hiện là một phần của nhánh Zacharia, cùng với các chi còn tồn tại là Caiman và Melanosuchus. Nhưng những quá trình tiến hóa này cũng có một số tác động tiêu cực. Hầu hết chúng liên quan đến cấu trúc hộp sọ. Để hỗ trợ trọng lượng và lực cắn lớn như vậy, cả hai đều đặt các loài có cơ thể lớn vào một vị trí sinh thái mong manh. Những hạn chế về mặt sinh lý đã đóng vai trò như một rào cản, ngăn cản Purusaurus brasiliensis đạt đến kích thước lớn hơn nữa. Điều hòa nhiệt độ cơ thể và các áp đặt sinh thái, chẳng hạn như lượng thức ăn tiêu thụ, tốc độ tăng trưởng, khả năng tiếp cận con mồi và quy mô quần thể hay phạm vi sinh sống của cá thể có thể nằm trong số đó. Vị trí xích đạo và địa hình của môi trường cổ đại, cũng như sự sẵn có của con mồi có thân hình lớn và sự cạnh tranh với các loài săn mồi dưới nước khác, trong một môi trường sống đa dạng có thể đã thúc đẩy quá trình tiến hóa của kích thước cơ thể ở Purusaurus. Nhưng điều này cũng có thể khiến nó dễ bị tuyệt chủng. Những thay đổi trên quy mô lớn trong môi trường rất có thể đã khiến Purusaurus và các loài cá sấu khổng lồ khác, ví dụ như Ripposuchus, Hesperogavialis, Borasuchus biến mất, để ủng hộ các loài nhỏ hơn, có khả năng thích nghi hơn về mặt sinh thái. Nhìn chung, sự nhiễu loạn thường có tác động tiêu cực mạnh, không cân xứng đến các loài lớn hơn, có xu hướng là những tác nhân tương tác mạnh mẽ trong chuỗi thức ăn. Trong một hệ sinh thái, các loài được liên kết với nhau thông qua một mạng lưới tương tác giữa các loài và các dòng năng lượng và vật chất. Sự nhiễu loạn ở các nút liên quan đến các loài chủ chốt hoặc các loài ăn thịt hàng đầu có tác động rộng rãi đến các mạng lưới, gây ra sự thay đổi chế độ hệ sinh thái trên quy mô lớn. Sự mất mát của Purusaurus có thể có những tác động quan trọng đến sự đa dạng chức năng của hệ sinh thái Amazon cổ đại, gây ra sự tuyệt chủng thứ cấp theo tầng và cuối cùng là định hình lại toàn bộ mạng lưới sinh học. Kích thước và sức mạnh cực đại mà Purusaurus đạt được có thể là phản ứng thích nghi với sự cạnh tranh diễn ra tự nhiên để tránh chồng chéo sử dụng tài nguyên trong môi trường sống. Purusaurus dường như đã đạt được sự phân tách sinh thái của mình thông qua sự mở rộng cơ thể đáng kể và sự chuyên môn hóa hộp sọ. Sự mở rộng cơ thể này cho phép nó bao gồm nhiều loại con mồi hơn vào chế độ ăn của mình và lực cắn tăng lên khi kích thước cơ thể cũng tăng lên. Đầu rộng cho phép nó bắt con mồi lớn hơn, có thể bao gồm các loại bò sát và động vật có vú trên cạn khác, trong khi các dạng mõm dài bao gồm nhiều cá hơn trong chế độ ăn của chúng. Kích thước và lực cắn của Purusaurus sẽ cho phép nó bắt được con mồi nặng hơn 1 tấn.
Một số nghiên cứu cho rằng một con Brucellosaurus nặng 8,4 tấn tiêu thụ trung bình từ 20 đến 60 kg thực phẩm mỗi ngày. Có thể tiêu thụ lượng thức ăn bằng trọng lượng của chính đó trong vòng từ 142 đến 390 ngày. Vào năm 2020, phân tích dấu răng hóa thạch ở Peru cho thấy loài cá sấu caiman cổ đại này có cú đớp uy lực khiến các nhà khoa học bất ngờ. Họ cho rằng cách đây 113 triệu năm, một chi cá sấu Brucellosaurus đã tấn công vào chân sâu của một con lười đất ở bên bờ sông Napo và đã để lại 46 dấu răng làm bằng chứng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Peruana Cayetano Heredia của Peru giờ đây đã có thể dựng lại hiện trường để đo đạt lực cắn của loài bò sát săn mồi đỉnh cao này trong quá khứ. Như đã nói bên trên, thì lực cắn của Brucellosaurus là khoảng 69.000 newton, tương đương với khoảng 7 tấn, đã khiến cú đớp này của nó mạnh đến nỗi những chiếc răng của nó đâm thủng xương chày và làm vỡ một phần rộng lớn của xương đặc. Khám phá này cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mồi tại lưu vực quanh sông Amazon ở Nam Mỹ trong quá khứ. Xương chày được phát hiện bên bờ sông Napo ở Peru là hóa thạch đầu tiên của một loài động vật có vú mang dấu răng của cá sấu Brucellosaurus. Do đó, nó có ý nghĩa quan trọng cho việc nghiên cứu hệ sinh thái cổ đại. Xét đến vai trò và vị trí của loài cá sấu này trong dòng chảy lịch sử của các sinh vật trên hành tinh, không có gì ngạc nhiên khi Brucellosaurus lại thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học đến vậy. Nhờ những nghiên cứu của họ, hiện nay chúng ta đã có bức tranh hoàn thiện hơn về lịch sử tiến hóa của các loài sinh vật. Ngày nay, tất cả những gì còn lại là hy vọng vào những khám phá cổ sinh vật học trong tương lai, có thể tiết lộ thêm nhiều chi tiết hấp dẫn về bộ xương sâu sọ của sinh vật này, hiện vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. Nếu bạn muốn xem lại bản dựng của Brucellosaurus, hãy xem loạt phim tài liệu Paleo World hoặc chơi tựa game Jurassic World Alive. Vừa rồi là những phân tích về Brucellosaurus, loài cá sấu vừa to lớn vừa đáng sợ đã từng xuất hiện trên hành tinh của chúng ta. Các bạn thấy sao về gã này? Hãy bình luận chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn yêu thích các loài cá sấu tiền sử, thì có thể tìm xem playlist hồ sơ cá sấu mình gắn ở phần mô tả nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultraxa. Cũng đừng quên đăng ký theo dõi GNM chứng ấp la mới ra đời của chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.